Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Trong video này bên Huấn Audio mình về mẫu bát 25 GMN phiên bản mới anh em nhé. Có nghĩa là trước nó thì nó sẽ cái xương nhôm nó chẻ làm đôi, bây giờ sẽ làm nhà máy làm xương là một mảnh luôn anh em nhé. Anh em phải thấy ở đây, đây cái xương là xương cong một mảnh như này. Hàng nhập khẩu 100% China anh em nhé. Màng giấy này, cân vải hai sóng. Cái phiên bản này công ty đã cải tiến lên để cho anh em mình trải nghiệm tiếng trống nó rất là tốt. Đương nhiên là nó không thể xuống sâu được như những cái dòng bát mút, bát gân mút, nhưng mà nó đã cải tiến hơn rất nhiều so với phiên bản trước đấy anh em nhé. Vẫn là từ 170 và côn là côn 65, không khác gì như phiên bản trước đó anh em nhé. Từ 170 và côn là côn, côn 65 nhé, côn 65. Từ 170 và côn 65. Cái mặt đằng trước của nó ở đây thì sẽ là 26 cm. Để khoét cái lỗ gỗ mới thì anh em mình khoét là 23,3. 23,3 là vừa. Màng giấy này, anh em thấy màng giấy này. Đó. Mình sẽ test nhạc để mời quý vị các bạn nghe phiên bản mới của nhà máy họ sản xuất. Mình xin cam kết đạm này là sản phẩm được sản xuất 100% China, nói không sản xuất ở Việt Nam mình. Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên. Phố đêm nhiều lần suy tư khi nhớ còn trong đời những ngày thương tình lớn. Mây đen làm úa trắng gầy tròn. Quý vị và các bạn mình mới nghe thì trải nghiệm, anh em có thể tui ra lại trải nghiệm và mình ngồi đây thì mình bình luận luôn. Đó là gì? Tiếng trống nó rõ ràng là anh em có thể nghe là nó sâu hơn rất nhiều so với dòng phiên bản trước đó, là dòng GMN của bên mình trước đó là cái xương nhôm chẻ làm đôi. Và cái tiếng ca thì nó cho trung âm rõ ràng, êm dịu anh em nhé, êm dịu, nó không quá gắt, không quá sáng anh em nhé. Anh em phải nghe. Và phiên bản này quý vị các bạn hoàn toàn có thể lắp vào loa nằm để thay những chiếc loa BMB hoặc Nano Max, những cái dòng phiên bản một bát 2 tép hoặc một bát 4 tép để cho nó bền hơn, nực hơn và tiếng ca tốt hơn dòng gân mút anh em nhé. Đó. Và giá thành bán cho một đôi này là 1.500.000 đồng, được bao ship toàn quốc và bán lẻ một cái anh em nhé. Nghe nó bằng tiền phiên bản trước đó thôi, là 1.500.000 đồng. Đó. Mình quay sơ qua lại anh em mình thấy. Và công suất của nó thì nó được maximum là 500W, còn trung mức cái trung bình của nó là 250 anh em nhé, 250 thôi. Đó, anh em mình yên tâm về công suất nó không quá ghê gớm để anh em mình không đánh âm đi đâu. Nó trung bình chỉ 250 thôi. Đó. Mà bát được bát 8 con đốc. Nhập khẩu 100%, anh em làm loa kiểu kéo cặp nách. Con này thì cực kỳ chất lượng. Nếu cái mạch nào khỏe một chút nha anh em nha. Cái mạch phải 300W đánh được một đôi này. Anh em nào quan tâm liên hệ trực tiếp bên mình qua số máy 0904612323 để mình tư vấn và trao anh em.